Tìm tập xác định nha. Thứ nhất nè, nhìn tổng quát trước, có phải là dạng căn A không? Căn A có nghĩa khi nào? A lớn bằng 0. Kịp. Sau đó là nhìn ở trong căn có gì? Logic thì nhớ công thức logic AB có nghĩa khi nào? A lớn hơn 0 khác 1 và B lớn hơn 0. Kịp hai kiến thức này chưa? Bắt đầu mình làm. Đây, căn có nghĩa khi nào? Logic 3x trừ 2 trừ 3 lớn bằng 0. Kịp cái chỗ này. Tiếp tục, nhìn thấy có logic đúng không? A lớn 0 đi. A là mấy? 3 lớn 0 khác 1 chưa? Khác 1 nhưng mình viết cho vui đi. Tiếp B. B nè, lớn hơn 0. Kịp. Thằng này luôn đúng rồi, bỏ nó đi. Tương đương logic 3x trừ 2 trừ 3 lớn hơn bằng 0 và giải này ra luôn đi, x lớn hơn. Hiểu. Này giải bình thường nè, là giải chỗ này thôi nha. Chuyển 3 qua dùm lại đi. Lớn hơn bằng chữ, lớn hơn 3. Kẹp không? Sau đó nhìn kỹ năng nè, thấy số 3 này không? Lớn hơn 1 nha, chiều không đổi. Kẹp. Y chang dùng kiến thức logic AB bằng C đó. Đây trên đây bằng đây. Vậy đây trên đây bằng đây. Kẹp. Đúng không? Vậy là x trừ 2 sẽ lớn hơn 3 mũ 3 mũ 3. Thì tương đương x sẽ lớn hơn bằng 3 mũ 3 ra 27. 27 cộng 2 nữa. 20. 29 vẽ chọc ra. 29 lớn hơn bằng lấy ngoặc vuông. Lấy bên phải. Kịp. Chỗ này nữa. Vẽ chọc ra. 2 nằm đây. X lớn hơn 2. Lớn 2 lấy bên phải bỏ bên. Bên trái do ký hiệu và hai thằng cùng lấy mới lấy. Vậy lấy từ đâu? Lớn bằng 29. Vậy x của mình sẽ thuộc từ 29 đến cộng vô cùng. Có đáp án không? Có.